chuối chín bói rồi các bạn. Hôm nay mình đi đốt nó xuống nè. Chín không hay luôn, bị chim ăn hết mấy nãy trên này. Em buồn nữa. Nó chín, cho chín dần dần nữa. Chuẩn bị chặt xuống nè, chín đi tới lui hoài mà chín không hay. Cầm. À, cầm đi đây, đứng đây nè. Qua đây đứng nè. Tôi đứng à. Ừ. Cầm đi nè. Mày thấy còn ai á? Cái chuối gặt hả? Quay ngay cây chuối đang chặt hả? Ủa ngã? Ủa nó quay lên đâu rồi ngã đó hả? Nó quay lên đâu rồi rồi cái máy đó. Chị mang mấy trái rồi nè. Mấy trái đụng lỗ luôn. Đụng lỗ à. Ổn quá. Nguyên cái lỗ luôn. Rồi cái lỗ nhỏ mà. Tắt đi, bấm tắt đi. Cô chú hả? Ừ. Quay cho ai vậy? Quay cho cô chú cái gì? Quay cho người lớn coi á. Quay cho hết. Hết. Nè, chim ăn hết nguyên cái nải luôn các bạn. Bốn cái luôn à? Ừ, ổn cái ghê à. Đi tới. Bốn cái luôn. Đi tới lui hoài mà để cho chim ăn. Tới lui hoài không dần chim. Ừ. Giờ mình chặt vô. Nè, chim mổ à. Em cho con vô nữa kìa, quay cho con luôn. Cho con hả? À, cho con các bạn. À, chặt luôn buộc này nữa các bạn ơi. Buộc này nó dài, nó chưa đây, chín. Đây, đây. Mình chặt luôn để lâu nó chín, nó chim ăn hư nó uổng nữa. Chim ăn hết uổng rồi nghỉ ăn luôn á. Ừ, cầm luôn. Đưa đâu quá. Cầm quay coi nó chặt nè. Coi chín còn ai á. Rồi, chăn chín xong rồi. Chăn chín xong rồi. Chăn chín xong luôn. Nghỉ ăn luôn. Nghỉ luôn. Nghỉ ăn luôn. Quay đừng có lắc cho máy. Nguyên hồn chuối luôn. Wow. Đắp chuối, chăm cho chuối luôn. Chăm chuối. Hai mươi, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100. Tắt lúc hồi nãy mà cậu Hải bắt đúng không? Gót xong quá, tới xong á. Đem buộc nè các bạn, chặt cái buộc này nữa nè. Chặt cái buộc, mấy bạn chặt. Cái bồn này gớt nó xong luôn à. Nó già mình chặt vài bữa, mình phơi nắng vài bữa là chín rồi. Chặt gớt nó xuống xong luôn, nghỉ lấy ăn luôn. Nè, cầm cứng vậy nè, đừng có lắc cái máy. Cầm cứng đừng có lắc cái máy. Rồi, cứng hai tay rồi đừng có lắc. Chú luôn. Dạ. Hai buồn chứ nãy hai buồn nữa.
4 buồng. 4 buồng nha. Rồi, giờ bớt chặt thêm coi. Chặt thêm nữa chắc gớt xuống sông luôn á. Chặt một được ăn không hết. Chắc mọc dưới sông lên chặt rồi gớt xuống sông luôn chuối, nha. Chuối sim đen ăn rất mát nha các bạn, ăn ngon mát lắm. Này nó già. Ôi, con ai ơi. Nắng giờ bữa là chín rồi. Con ai ơi, mọi người vô nhẹ hết trơn kìa. Không mình hai người à. Rồi đi vô.